Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ món mới nha các bạn. Ở đây là có 250 cà ram ổ qua rừng nha. Ổ qua rừng nó còn non nên mình để luôn hộp, mình không có chẻ ra. Ở đây là một trái chanh, mình dắt mình lấy cái muối. Một muỗng muối, nửa muỗng, một muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Ở đây là sả, ớt, tỏi. Ổ qua thì mình hái vô rồi mình cũng rửa sạch sẽ, mình để cho ráo rồi nha. Ở đây giờ mình chuẩn bị là một cái cối. Bây giờ mình sẽ cho bây giờ mình cho ớt sả và mình giã nha. Các bạn đâm sả, ớt đừng có nát nhừ quá không ngon nha. Để sả to to nè, ăn nó giòn thấu và ngon lắm, nó thơm. Tại cái này là mình lấy sả mà mình lấy cái gốc đó, chứ mình không có lấy thân trên nó sẽ dai, cái gốc nó sẽ giòn, cái gốc trắng trắng đó các bạn. Bây giờ mình cho tất cả muối, đường, bột ngọt vào. Bây giờ mình sẽ cho nước chanh nha. Chanh mình tách mình lấy muối rồi. Bây giờ mình ấy nè, mình chài cho cái muối nó bể ra. Bây giờ mình cho ra chén. Bây giờ khổ qua nè các bạn, mình bỏ vào mình đâm luôn nha, đâm dập dập. Cái này hột non mình để ra để luôn. Ăn cái này rất tốt nha các bạn, nhất là ổ qua rừng nè, ăn tỷ tiểu đường hay lắm á. Giờ mình giã xong rồi, các bạn cứ giã sơ vậy thôi nha. Bây giờ mình sẽ cho ra cái thao. Hồi xưa các nhà đi rừng thì không có gì ăn, ra hái ổ qua rừng vô. Về cái là giã sả, ớt vậy đó, muối, bột ngọt, đường đâu vô. Giờ mình cho muối sả vào nha. Trộn lên. Bây giờ mình trộn xong rồi các bạn, ngon nha. Nó có cái vị đắng nhưng mà rất là dễ ăn. Thơm sả, lại chua chua, ngọt ngọt. Mặn mặn, ăn cơm hao lắm nha. Hao cơm. Các bạn có thể trộn vậy nè, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh mình ăn được 1 tuần luôn nha. Mình giờ mình trộn nó chưa thấm đâu, ăn liền là không ngon đâu, tới chiều mình mới ăn được nha. Tới chiều mình mới ăn ngon. Rồi mình làm vậy nè, mình ăn không hết mình cho vào keo. Đây cả nhà thấy ngon không? Rồi ăn cực kỳ ngon luôn nha. Ăn còn ngon hơn thịt cá nữa. Nó chua chua, nó mặn mặn. Mặn mà mặn muối ớt đó các bạn, rất là ngon nha. Sả, muối sả. Đó, bây giờ mình ăn với cơm nóng nè. Rất là ngon, hấp dẫn luôn nha. Thôi giờ món ăn của mình hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Thôi bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.